Thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cách là lập trình trên lập trình C# trên môi trường là SAP Develop. Cái này chúng ta cài rồi đúng không nhỉ? Có mười mấy mê thôi. Sau đó thì cái phần truyền thông xây dựng một cái phần mềm là truyền thông nối tiếp là S232. Công việc cần làm là tạo mới một solution hỗ trợ cái việc truyền thông nối tiếp. Sau đó chỉnh sửa form theo ý mình thích, là thì tên là gì, nhãn là gì, OTEC là gì, nút bấm như nào nó kia, mình thích như nào mình chỉnh sửa thế. Xong lấy một cái phần là phần CDA, phần thư viện ấy, thư viện truyền thông nối tiếp ấy, trong đấy xong là lôi nó ra, xong rồi cấu hình. Thế và lập trình là làm nào để mỗi lần mà bấm một nút bấm ấy, thì nó sẽ truyền xuống cái nội dung mà mình gõ trên text. Thế và thứ nhất là nếu mà dưới hệ thống nhúng ấy mà truyền lên cái gì thì hiển thị cái đó lên một text box chẳng hạn, để chúng ta biết là truyền nhận được cái gì. Đấy, mục tiêu như thế nhé. Thế đây là môi trường SAP Develop. Đây, tạo mới một solution, new solution vào Windows, xong vào là truyền thông, đặt tên của cái solution của chúng ta là truyền thông, enter, chui vào đây, vào cái phần design đây, kéo nó ra. Bây giờ cho một cái nhãn ở đây là truyền thông nối tiếp. Chọn cái phông cho nó to lên. Các bạn thích đẹp thì các bạn tự làm nhé. Cái này là có thể làm rất đẹp được. Thậm chí các bạn có thể chế ảnh Photoshop đưa vào đây cũng được. Thế sau đó thì chúng ta có một cái text box. Text box này cho việc truyền. Và có một cái text box nữa. Tay bóc ở đây có một cái nút bấm ở chỗ này, là chúng ta đặt tên là truyền. Đặt tên cái này là truyền. Chúng ta thu nhỏ cái form lại bằng cái chỗ cần thiết thôi. Sau đó chúng ta có một cái text box nữa. Ở đây là nhận. Nhận ở đây thì nhiều dòng nhưng chúng ta sẽ để multi-line. Đấy, nhận được cái gì nó hiện lên đây. Còn các bạn thích làm gì thì thêm thì các bạn làm. Như là nội dung cần truyền ở đây xong bấm truyền cái nữa chưa. Đấy. Thì đây là text box 1, các bạn có thể đổi tên để cho nó text box 1 txt truyền. Đây txt truyền đây, đây là cái này sẽ đặt là button btn truyền. Cái name này là cái mà để chúng ta lập trình txt nhận. Rồi. Sau đó thì xong rồi nha, cấu làm việc này xong rồi nha, chúng ta có là tạo solution này, chỉnh sửa form này. Xong bây giờ lấy thư viện của CDA ra xong cấu hình cho nó. Thư viện của CDA thì nó nằm ở phía bên component này này.
đây CD port đây, lôi nó vào CD port đây, chúng ta sẽ cấu hình là cái cổng com này này, hiện nay đang để là com 1, turbo là 9600. Cái này chúng ta về mặt khi mà lập trình ấy, là chúng ta có thể chọn cái việc này đấy. Thế nhưng bây giờ vì là chúng ta muốn làm ở dạng đơn giản nhất, cho nên thầy sẽ xem là cái cổng com này này, cổng của Arduino hiện nay đang là com mấy, thì thầy lập trình luôn cho cái này. Ví dụ ở đây là com mấy nhỉ, com 11 đúng không nhỉ, đấy. Cho nên thầy để luôn cái này là com ở đây là để 11 luôn, turbo là 9600, ok. Bên kia mình lập trình có phải 9600 không đây, đúng không, 9600 thì mình để turbo là 9600 đấy. Còn có mỗi hai cái thôi, là tên con là 1 và turbo là 2 đấy, xong nhá. Thế bây giờ mà cái việc truyền ấy, bây giờ mình làm việc nhận trước là nó truyền cái gì đến đây, thì nó sẽ tóm lại là truyền được cái gì nó sẽ nhận dưới hai đầu nhúng ấy, truyền lên cái gì thì nó sẽ nhận vào đây, còn cái này mà truyền xuống cái gì thì nó sẽ truyền đi đây. Cho nên chúng ta sẽ lập trình cho hai cái, một là cái sự kiện là nhận về của serial port 1, và sự kiện truyền xuống là truyền xuống serial port 1. Thì kích đúp vào chữ truyền đây nhá. Thì ở đây là có cái BTN ở đây rồi. Cái này không biết nó có cái chỗ là chỉnh phông không? Chắc là ở trong cái option nào đấy. Tune option coding C sharp. Language thì đúng rồi. Hay là cái này zoom được không? Đây zoom đi. Đấy, zoom lên như này nha cho dễ nhìn. Đây, button truyền ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái này, lấy toàn bộ dữ liệu chúng ta gõ vào đây, xong đó chúng ta truyền đi. Chính vì lấy dữ liệu đấy thì cái dữ liệu đấy là ví dụ string nhé, string s bằng là txt truyền chấm text đấy. Txt truyền chấm text thì là nó sẽ nhận, nó lấy toàn bộ dữ liệu của cái text truyền ấy, nó nhận về cái biến sc nhé. Sau đó mình truyền đi này là serial 1 serial port 1 chấm. Cái này rất hay là khi mà các bạn cho chấm như này thì nó sẽ ra toàn bộ các cái hàm mà chúng ta hay dùng, các bạn quên nếu bạn có thể tìm ở đây, hiểu ý không? Chúng ta có thể write line, đây thầy chọn là phương án là write line, tức là ghi một dòng xuống. Đấy. Thì write line cái gì? Cái gì write line là S. Đấy, write line S. Tức là ghi cái dòng S này ra, xong nó thêm một cái xuống dòng như kia cả 10, 13 kìa. Đấy. Thế là đây chúng ta đã truyền xong nhé. Đã truyền xong rồi đấy. Thế bây giờ còn cái khâu nhận về. Nhận về thì nó phức tạp hơn, chúng ta phải vào serial port 1 này này. Xong vào đây, cái dấu mà tia sét đây này là cái even này này. Chúng ta chui vào đây. Xong rồi có cái data receive. Đây chỗ này này. Chúng ta kích đúp vào chữ data receive này. Kích đúp vào để nó tạo ra một cái chương trình con mới. Đấy thì ở đây có cái serial port 1 data receive. Thế bình thường ở đây nhé. Ví dụ như thầy khai báo một biến là S string S. Thì đây là S thì sẽ bằng cái này không nên là S mà cái này là S nhận đi. Bằng rỗng, ban đầu bằng rỗng nhé. S nhận sẽ bằng gì? Bằng serial port 1. S nhận bằng serial port 1. Chấm gì nhỉ? Read
read existing, tức là đọc tất cả những cái gì đang có ở trong cái cổng truyền thông. Thế sau đó thì thêm vào, thêm vào nhé, thêm vào cái thêm vào cái chỗ này này, thêm vào chỗ này. Nhưng bây giờ nếu mà thêm như này thì bình thường chúng ta sẽ thêm như này là txt nhận chấm text sẽ bằng với s chẳng hạn, s nhận chấm phẩy. Nếu như này thì có thể xảy ra cái lỗi, nếu như này có thể xảy ra cái lỗi mà cái lỗi này cái thằng này phải s nhận. Đấy. Nó sẽ dễ xảy ra cái lỗi mà nhiều khi chúng ta không lường trước được. Ví dụ như này 123451234ABC gì đó chuyển, thì nó xảy ra cái lỗi này như này ngay, là port is closed, là cái cổng này là chưa mở. Đúng nhỉ? Do vậy cho nên chúng ta làm nào? Kích đúp vào một chỗ nào đó ở form này, kích đúp vào đây để nó tạo ra một cái sự kiện là form loop nhé. Thế bây giờ chúng ta mới mở form là seriaport1.open. Đấy, mở cái cổng ấy ra. Bây giờ chạy thì nó sẽ hết cái lỗi thứ nhất, là cái lỗi là, đấy, hết cái lỗi thứ nhất là cái lỗi là port open. Nhưng bây giờ nó sẽ sinh như cái lỗi thứ hai là cross thread. Cross thread nghĩa là thế nào? Cái này nó rất buồn cười các bạn nha. Cái đó nhé, thời muốn nó là một cái thư viện như này. Trong đó nhá, là thư viện Seria nối tiếp ở đây, là một thư viện riêng như class riêng, thư viện form, tạo form ở đây. Đấy. Hai cái này nó không liên quan đến nhau. Thế cái form của chúng ta ở đây, chúng ta thiết kế, chúng ta lấy cái form này ra đây. Xong chúng ta lấy cái này vào đây. Đấy, chúng ta lập trình để chúng ta gọi cái port này. Thì thực ra cái port này nó sẽ tương tác với cổng ngoài ở đây. Thì chúng ta chỉ đưa nó xuống thôi và chúng ta đọc nó lên. Nhưng bây giờ đọc nó lên phải để đưa sang đây. Thì tức là chúng ta gián tiếp đưa trực tiếp sang đây này. Là cái này nó bảo là đưa chéo như này là nó không chấp nhận. Nó gọi là cross read. Thế bây giờ chúng ta phải làm một cái động tác gì đó trung gian ở đây này. Để lấy thằng này lên xong rồi truyền nó xuống đây. Bởi vì cái này là thư viện hiển thị mà, thì truyền xuống đây chúng ta này mới bắt đầu hiển thị lên trên form được. Đấy, lập trình chính xác có một cái này mà làm đau đầu rất nhiều người lập trình từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp. Thế thì nó mới sinh, nó bây giờ nó sinh ra vấn đề như này thì chúng ta mới sinh ra phương pháp giải quyết, là nó có hai cách giải quyết. Một cách dùng jammer là mọi thứ ở trên form này chúng ta dùng vào thành biến chung hết, không có riêng rẽ gì. Và từ dưới form này đọc lên thì chúng ta đưa lên biến chung, rồi biến chung này chúng ta ghi xuống thì là cái thằng trung gian này nó sẽ làm một cái việc, tức là lấy một cái thằng tham mơ để làm trung gian. Cách một, cách hai là chúng ta dùng invoke. Thì có hai cách này, thì cái invoke là gì? Là invoke là tạo ra một cái luồng giả để nó lưu thông dữ liệu ra hai bên này. Thế xong rồi nó là khóa lại ngay. Đấy. Nó tạo ra một cái luồng để lưu thông ra bên này. Còn cái trung gian là ở phía trên này, cái timer tôi làm cái trung gian thôi. Đọc được cái gì đây lên xong rồi ghi cái gì lên xuống lên thì là trao đổi qua trung gian hết. Thì qua cái trung gian thì dễ hơn. Đấy. Mà dễ làm hơn. Bởi vì là chúng ta nắm được mọi thứ liên quan đến cái trung gian đấy rồi. Đây thì thầy sẽ cho các bạn xem cái invoke.
đây nhá, C sharp invoke serialport. Nó sẽ ra rất nhiều thứ, how to display the data read in data receive even. Đây, chúng ta sẽ thấy một dòng như này. Nhìn nhá, my serial port data receive nhá, cái thằng này nó đọc về hết rồi nhá. Thế xong bắt đầu nó có một cái invoke như này. Chúng ta sẽ lấy cái thằng invoke này cho về đây. Với một điều kiện, đó là cái TXT nhận sẽ chấm invoke, bỏ cái thằng TXT nhận này đi. Xong rồi cái thằng này lại ad nhận. Đấy. Thử nhá. Thằng này là có delegate rồi, thằng này không chặn, lấy thằng khác. Thầy không muốn dùng cái delegate đâu. Để thầy mở cái bộ dây của thầy ra, bởi cái này nó hơi khó nhớ nên là nhiều khi cần thì là tra vào thôi. Đây. Mình sẽ lấy cái này. Invoke new action. Ad nhận. Đấy. Đó, trong trường hợp là cần phải invoke ấy, thì tức là cần phải ghi dữ liệu từ cổng truyền thông nối tiếp sang một cổng kia, sang một cái form hiển thị lên thẳng một cái form, thì nó là cross thread, các thread không đồng lớp với nhau, thì chúng ta sẽ chạy dạng invoke. Ghét cái diệt virus này thế. Đây. View lên này nhá. Chúng ta sẽ gõ là 123.123.1 QE gì đấy truyền. Để mất rồi. Nhận được là đây phát mất luôn. Thế bây giờ thầy sẽ làm theo cách như này. Là không cho nó mất luôn nữa. Sao tự nhiên treo này?
Buồn cười nhỉ. Lấy không biết mình để đâu nhỉ? Đây rồi. Nha, cái dữ liệu lúc này nó lấy là mất. Mất là do như này. Mỗi một lần chúng ta lấy cái có dữ liệu mới là TXT nhận thì bằng bằng cái này, bằng cái dữ liệu mới. Như vậy bây giờ chúng ta thay đổi cái này đi, là nhận vào thì điền vào xong rồi cộng với cả TXT nhận, cộng với cả xuống dòng xong cộng với TXT nhận đi. Hay cộng thử với TXT nhận nha, TXT nhận. Tức là nó không xóa đi nữa. Chạy 123 đây, truyền xuống đi này, truyền mất. Cái này cộng với cả là application này. Chấm environment.newline cộng với đây, chúng ta sẽ có là s nhận cộng với s nhận là cái mới nhé, cộng với newline cộng với tả tt nhận chấm tích. Đấy, thì mỗi một lần mình nhận mới là mình sẽ cho như này này, là nhận này xong newline là xuống dòng này, xong cộng với tt nhận chấm tích là cái giá trị tích cũ. Chạy này 123 gì đó, truyền xuống. Vô lý nhỉ. Cái nguyên nhân của nó là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ thử với cái timer xem nhé. Timer này interval bằng 100 enable bằng chu đi. Rồi. Xong trong mỗi một lần là 100 mi giây đấy thì chúng ta sẽ là TT nhận chấm tích sẽ bằng cái này. Chấm phải. If mà s nhận
len lớn hơn 0 thì làm cái việc đấy, chạy. Ok rồi, chuyển xuống đi. Chúng ta xem lại xem ở cái phần Arduino của chúng ta có vấn đề gì không. Read line xem nhé. À, nó chưa xuống dòng được các em ạ, cái này chưa xuống dòng được. Xong cái này còn phải còn một cái nữa là cho S nhận bằng rỗng nữa cơ. Đấy. Đấy. Bây giờ chắc là ok rồi. Vô lý nhỉ, trong cái này SAP developer cái new line nó lại không xuống dòng như thế nào.
Nói chung là trang bị trang trí nó chưa đẹp thôi, chứ còn về mặt chức năng là ok rồi đấy. Cái này ở dưới đây mình còn có một cái nữa, đó là xóa sâu này đi. Xong rồi xóa đi. Rồi, tạm thế đã. Để về xem là thử xem là trong cái sáp đi lốp nó xuống dòng là gì. Bình tĩnh này. Chờ tư nào. Tuần tới trở đi là khả năng là thầy Tuấn Linh sẽ lên lớp thay thầy, cho nên là mọi thứ liên quan ấy thì các bạn sẽ hỏi thầy Tuấn Linh nhé. Còn khi mà lên lớp ấy thì chúng ta báo với thầy Tuấn Linh là tất cả các thứ liên quan đến phần truyền thông nối tiếp RS232 là thầy Tuấn Anh đã dạy xong rồi. Thầy sẽ bảo thầy Tuấn Linh như thế, bởi vì là nó còn nhiều phần lắm. Thì nghĩa ra ấy, là RS232 này là phải dạy ở phía cuối của chương trình. Nhưng vì là thầy muốn là các bạn có thể làm được đồ án, rồi làm được nọ được kia liên quan RS232, cho nên thầy lôi lên thầy dạy đầu tiên nhá. Được rồi, thôi nghỉ đi. Tôi mẹ là tôi cũng không biết.
còn 2 tuần trước. Chưa có thời gian nói gì đâu. Nhưng bây giờ bọn em mới nhận được cái tờ này. Kiểu cô Huyền cô bắt đi tí nhưng không có coi như không đi học. Để tôi kèm. Còn 2 cái đâu chút tiết thôi. Biết là của lúc trên tiết rồi. 88 rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.